Hiện nay trên địa bàn một số xã ven biển huyện Thạnh Phú đang vào vụ thu hoạch củ sắn. Tuy sản lượng củ sắn không bằng những năm trước, nhưng bù lại giá thu mua đang ở mức cao, nông dân trồng sắn rất phấn khởi. Xã Thạnh Hải là một trong những địa phương có diện tích trồng sắn nhiều nhất của huyện Thạnh Phú. Ngoài việc dễ trồng, phù hợp với thổ nhưỡng, cây sắn còn có nhiều ưu điểm khác như là ít sâu bệnh, đầu tư thấp, thời gian chăm sóc ngắn, chỉ sau 4 tháng trồng là đã có thể thu hoạch. Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng ngay từ đầu vụ và mưa nhiều vào thời điểm cuối vụ đã ảnh hưởng đến sự phát triển của cây sắn. Do đó, sản lượng sắn không cao so với năm trước, bình quân khoảng 30 tấn trên 1 hecta. Tuy nhiên, giá thu mua củ sắn hiện tại cao gấp đôi so với năm ngoái, vì vậy nhiều hộ trồng sắn rất phấn khởi. Nói chung sản lượng sắn năm nay thì nó không có đạt năm rồi, mà giá cả thì tương đối ổn định, là giá là hơn năm rồi, ngày nay là 7-8 ngàn ký cũng ổn. Hôm đó nay ghi ở ngoài cồn á là 3 tấn rưỡi một công, và giá cả thì 7 ngàn mấy ký. Còn so với năm rồi thì nó tăng gấp đôi. Hiện nay về cái giá đầu ra của củ sắn hiện nay là khoảng tầm 8 ngàn một ký, thì so với những năm trước thì cái giá này là nó đảm bảo hơn. Trên địa bàn xã Thạnh Hải có hơn 200 hecta diện tích trồng củ sắn, chủ yếu trồng xen canh một vụ mỗi năm. Tuy không phải là cây trồng chủ lực nhưng cây sắn góp phần tăng thu nhập đáng kể cho người dân nơi đây. Hiện tại phần lớn diện tích củ sắn địa phương đang được thu hoạch và bán cho thương lái trong và ngoài tỉnh.